Thứ hai, dù mình tàn tật thì mình vẫn có thể tiếp tục góp phần giữ sạch cái khu phố đó để cho nó tiếp tục sạch đẹp. Phật pháp là một khu phố, là một khu vườn. Nếu mà một người bình tĩnh, khách quan, không có cực đoan, không có tư tưởng bè phái, vị kỷ, bình tĩnh, khách quan, quan sát, thì cái lời Phật á, đúng là một đóng góp rất lớn, vô cùng lớn cho cái nền văn minh của nhân loại hôm nay. Từ suốt 26 thế kỷ, cái vai trò của Đạo Phật trong cái đời sống tâm linh của nhân loại rất lớn. Trừ phi chúng ta là một người đạo Hồi, đạo Chúa, do Thái giáo, một cái đạo nào đó mà chúng ta thiếu khách quan, chúng ta không có từng biết để mắt tới kinh Phật thì thôi. Nhưng mà nếu mình từng có lắng nghe, từng có để mắt thì mình sẽ thấy rằng là lời Phật để lại một cái lợi lạc rất lớn cho nhân loại. Nói gì là những người Phật tử. Cho nên cái sự có mặt của Phật pháp trên đời này rất là quan trọng. Chúng ta phải nói như vậy. Chúng ta thấy một cuốn Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, một tập thơ của Kali Gibran, của Omar Khayyam, cũng để lại cho nhân loại những đóng góp. Nói gì là một kho tàng hàng mấy chục cuốn kinh Phật. Và cái người mà nhận ra cái giá trị đó thì phải nhớ lấy hai chuyện, y như cái người mà tàn phế trên khu phố hồi nãy tôi mới vừa nói. Thứ nhất là vì đâu cái truyền thống tâm linh tốt đẹp này mà nó được duy trì cho đến ngày hôm nay, hơn 2.500 năm qua. Chắc chắn là phải có một sự đóng góp không nhỏ của tiền nhân qua các thế hệ. Thứ hai, cái trách nhiệm của ta bây giờ, nếu mà ta thấy rằng đó là một cái gì đó hay ho tốt đẹp mà cần phải được duy trì, cần phải được giữ lại đó, thì ta phải có trách nhiệm. Và cái người có thể đóng góp và gánh vác phần nào có trách nhiệm để duy trì cái tốt đẹp đó, rất có thể là một bà cụ nghèo khó, bệnh hoạn và ít học nha, nghèo khó, bệnh hoạn, ít học, chứ không hẳn phải là người gọi là trí thức, giàu có, tiếng tăm. Không hẳn, không hẳn. Và bởi vì cái số lượng mà giàu có, trí thức, tiếng tăm, cái số đó chỉ là số rất là nhỏ trong cái xã hội, bất cứ xã hội nào, bất cứ đất nước nào, cái số đó nhỏ lắm. Mà cái tuyệt đại thì đa số quần chúng đều là những người gọi là bình dân và dưới mức bình dân. Dưới mức ở đây có nghĩa là cái gì cũng thiếu, cái gì cũng thiếu, học thiếu, tài sản thiếu, sức khỏe thiếu. Thì cái trách nhiệm đó, như tôi nói, nó không phải ở riêng một cái tầng lớp nào hết, mà ở là tất cả mọi người. Các vị thử tưởng tượng có một ngày trên phố có một người ngoại đạo hỏi một cái bà cụ bán hàng rong về Phật giáo, mà nếu như cái bà cụ đó dưới bà biết dân, bà biết ít nhiều cái điều là cái gì cũng thiếu, thì cái câu trả lời của bà rất có thể sẽ giúp cho cái người ngoại đạo kia bắt đầu có hứng thú để tìm đến Phật pháp, và biết đâu từ cái bước chân đầu tiên hứng thú đó có thể biến anh ta trở thành một Phật tử, và có thể trở thành một nhà sư, và trở thành một cái người hoằng pháp. Cái chuyện này mình không có loại trừ nha. Và mọi sự bắt đầu từ một bà lão trên phố, bệnh hoạn, nghèo khó, ít học. Cho nên ở đây đó, tôi đánh một vòng để cho các vị thấy rằng cái giá trị của chánh pháp là không thể từ chối, không thể chối bỏ. Và cái trách nhiệm để duy trì cái điều hay đẹp đó đó, nó nằm ở trên vai tất cả mọi người. Bởi cho đến bao giờ mà chúng ta còn thấy cái giá trị của lời Phật vẫn còn hiện hữu, vẫn còn tồn tại đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là mình phải có trách nhiệm phải giữ nó lại cho các thế hệ sau, như là mình đang kế thừa từ những thế hệ trước. Và nếu nói một cách nó hơi tôn giáo một tí, thì cái gọi là thế hệ sau ấy rất có thể có cả bản thân chúng ta. Chỉ cần mình tái sinh trở lại trên cái hành tinh này thì mình cũng sẽ được ân triêm lợi lạc, cũng thu gặt được những cái điều hay lẽ phải từ cái lời dạy của Đức Phật. Và nói như vậy có nghĩa rằng ấy, không chỉ là một cái vá cơm, một cái củ khoai củ sắn, đặt bát cúng dường, nuôi dưỡng tăng ni, những người xuất gia, mà bên cạnh đó chúng ta còn phải biết quan tâm đến giá trị tinh thần.
Mà ở đây chính là Phật pháp. Ở trong cái bài kinh Chánh Tín này đó, bài kinh Chánh Tín số 1 ấy, ở đây Đức Phật có dạy 5 điều mà có thể giúp cho một người, giúp cho một người thu gặt được rất là nhiều lợi lạc khi mà nghe Phật pháp. Và từ cái chuyện mà tôi gặt lợi ích từ Phật pháp thì người này mới có thể có những cái đóng góp lớn cho cái chuyện hoàn truyền duy trì Phật pháp ở đời. Cho nên cái bài đầu tiên là mình chưa thấy nói gì đến cái sự tồn vong chánh pháp hết, mà vấn đề được bắt đầu từ cái điểm trung tâm trước. Trung tâm là gì? Trung tâm là từng cá nhân trước. Anh có thấy chánh pháp là cần thiết thì anh mới bảo vệ chánh pháp. Và cái chữ bảo vệ đây nghĩa là sao? Bảo vệ đây không có nghĩa là chúng ta làm rào dậu như kiểu giữ gà nhốt bò, không phải. Chánh pháp không cần được ai bảo vệ theo cái nghĩa thông thường, mà chánh pháp cần phải được bảo vệ bằng cách là nhận thức và hành trì. Nói gọn lại, chánh pháp không cần được bảo vệ, mà chánh pháp cần được hiểu đúng, thì đó chính là cái cách tiếp cận chánh pháp và cũng là cái cách bảo vệ chánh pháp. Cái việc làm đó, nó không chỉ lợi ích cho mình mà lợi ích cho vô số chúng sinh ở đời nữa. Thì cái bài đầu tiên, ngài dạy rằng là nghe đạo bằng lỗ tai chưa có đủ, mà phải hội đủ những cái điều kiện tâm lý sau đây. Đó là không có coi thường cái lời thuyết giảng, không coi thường cái lời thuyết giảng, không coi thường cái người thuyết giảng, không nghe pháp bằng cái mặc cảm tự ti, cũng không nghe pháp bằng cái tâm mà lăng xăng, cái tâm tâm tại bất tại, xác ở đây mà hồn ở chỗ khác. Nhớ cái đó. Và đặc biệt đó là nghe cho kỹ, nhưng phải có tư duy, phải có suy tư. Còn nếu mà thiếu cái này nè, tức là không tôn trọng cái lời thuyết giảng, không tôn trọng cái người thuyết giảng, nghe pháp bằng cái lòng tự ti, nghe pháp mà không có tập trung, và cuối cùng nghe pháp không có chịu động não đó, thì thua. Dầu có nghe Phật thuyết pháp, nghe thánh hiền thuyết giảng thì cũng vậy thôi, nếu mình thiếu năm cái này. Thì ở đây tôi nghĩ là bà con mơ hồ hiểu được mấy cái này thì không cần giải thích nhiều ha. Kinh rẽ là thuyết giảng, kinh rẽ người thuyết giảng là sao? Trước hết là kinh rẽ là thuyết giảng, có là coi thường ấy là sao? Tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần, chúng ta có hai cách, chúng ta có hai cách để mà tiếp cận với chân lý, tiếp cận vấn đề ở đời. Cách một là mình nhận thức vấn đề như nó là, và cái thứ hai là mình nhận thức vấn đề như mình muốn. Và mỗi người đến với cuộc đời này bằng một cái nền tảng tâm thức, bằng một cái hành trang tâm linh cũng có giống nhau. Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, cho nên chúng ta có những cái thích ghét không có giống nhau. Có cái thì chúng ta coi nặng, có cái chúng ta xem nhẹ, không? Và đa phần là chúng ta cứ nhận thức cuộc đời này từ cái nền tảng tâm thức đó đó. Có nghĩa là do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý nhiều đời cộng với cái môi trường sinh trưởng, môi trường giáo dục hiện tại đó. Mình quan tâm tới cái gì, mình thích cái gì, và mình nếu mà mình bất cẩn thế, chỉ thích cái đó rồi tôn sùng nó chỉ vì nó không vừa ý mình, rồi mình phủ bác nó, đây là chuyện rất là bậy nha, rất là bậy. Chân lý nó không phải là cái mà mình có thể cảm nhận nó bằng cảm xúc, cảm tính, mà bằng lý trí, bằng sự bình tĩnh, bằng sự khách quan. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên nếu là cái cách tiếp cận chân lý mà thông qua cảm xúc, cảm tính nó xài không được, mà nó sao phải thấy nó như vậy, kể cả đó là một cái sự thật đau lòng, sự thật đau lòng thì chúng ta cũng phải có cái gan chấp nhận đó. Thí dụ như trong kinh kể thời Đức Phật, có rất là nhiều giai nhân mỹ nữ họ ngại đến Đức Phật là bởi vì họ nghe đồn, họ nghe nói là ngài cứ luôn luôn là bài xích cái hình thức, cái vẻ ngoài của một con người. Họ nghe đồn vậy thôi, họ nghe nói là ngài tìm đủ cách, ngài thuyết pháp nói về cái bất tịnh, nói về xương cốt, về sống chết, bệnh hoạn, nghe ớn quá. Họ sợ, là nếu mình đến gặp ngài mà mình là một mỹ nữ, một giai nhân kiểu này giữa một đám đông mà ngài đem ba cái chuyện đó ra thì mặt mũi mình nó biết giấu vào đâu. Họ sợ, không dám đi nghe pháp. Vậy đó. Có nghĩa là họ đến với chân lý, họ đến với Phật bằng cái cảm tính và rất là nghèo nàn, rất là thiếu máu, rất là eo uột, như vậy đó.
Rồi còn có người thì họ chấp nhận một cái giáo phái ngoại đạo nào đó chỉ vì ở đó họ được tôn trọng, ở đó họ được nghe những cái điều mà nó vuốt ve cái tôi của họ, chỉ vậy thôi. Khoan nói những chuyện đúng sai, chuyện đầu tiên là ở đâu mà họ thấy họ được vuốt ve, được mơn trớn, được tôn sùng, được coi trọng thì họ thích cái đó. Và đa phần Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy thôi, đi vào chùa nghe pháp mà ở đâu mình thấy cái tôi của mình nó được củng cố, nó được tô hồng chút lục, ở đâu nó được đánh bóng không thì mình khoái. Còn mình đi đến chỗ nào đó mà mình thấy rằng những gì mình nghe, những gì mình nhìn mà nó làm cho mình cảm thấy mình bị tổn thương ấy, mình mới thích, nghe không? Có những sự thật nó làm cho mình bị tổn thương. Giảng sư mình nói cái điều gì đó mình chậm chạm tới mình, cái mình thấy khó chịu, hoặc là ông nói tới cái điều gì đó mà thiên hạ hồi sầm xì, họ xây phía mình, họ chỉ rõ là mình thấy khó chịu, mình tưởng người ta nói mình không phải, tại vì mình có nhiều vấn đề quá, cho nên mình nghe cái gì mình cũng tưởng người ta nói mình hết. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình nghe pháp bằng cái tâm thái của cái người mà đi tìm cái thích và cái ghét, rồi từ đó mình biết coi thường, mình mới coi thường, mình không có coi nặng, không có xem trọng cái điều mà mình được nghe, cái điều mà người ta thuyết giảng, mình quan trọng, mình chỉ coi trọng cái tôi thôi. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái hệ quả thứ hai, đó là coi thường người thuyết giảng. Thì nói tới cái coi thường người, coi thường cái lời thuyết giảng, chúng ta nhớ hai chuyện, đó là hai cái thái độ tìm đến chân lý, nghĩa là nhìn vấn đề theo cái cách mình muốn mà nhìn vấn đề như nó là. Còn nói đến cái chuyện mà coi thường người thuyết giảng đó, mình nhớ đến bốn cái khía cạnh sau đây. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, là chúng sanh ấy thường tìm đến và xây dựng thần tượng, thần tượng ngưỡng mộ và thần tượng tình cảm, thông qua bốn cái trường hợp. Trường hợp một gọi là rupa pama đấy, có nghĩa là mình đến với người nào đó chỉ vì cái bên ngoài, cái vẻ ngoài của họ đẹp, có hảo tướng, có đạo phong, có cốt cách này, mình đến với người nào đó qua cái hình thức bên ngoài là rupa pama đó, tức là cái đẹp á, đến cái đầu tiên là đến vì cái vẻ đẹp của đối tượng. Cái thứ hai đó là mình đến với một người nào đó vì kho sapama đấy, có nghĩa là đến vì cái tiếng tâm của người đó, đến vì cái tiếng tâm người đó, hay dở chưa biết, đúng sai chấm tà chưa biết, mà chuyện đầu tiên là mình đến vì cái tiếng tâm người đó, mình nghe đồn, mình nghe đồn, nghe đồn cái ông này bà này nè, vậy đó, mình thấy giải thưởng này giải thưởng kia, bằng cấp này bằng cấp nọ, chùa miếu đệ tử rần rần đông như quân nguyên, là mình thấy mình khoái. Thì cái trường hợp thứ hai là mình tìm đến để tôn sùng thần tượng một ai đó chỉ vì cái tiếng tâm của họ. Trường hợp này gọi là khô spama đấy. Cái trường hợp thứ ba là lu cấp spama đấy, có nghĩa là mình đến với người nào đó chỉ vì cái vẻ ngoài đạo hạnh của họ. Cái số 1 là đến vì cái vẻ đẹp của người đó. Còn cái thứ ba này mình đến vì cái vẻ ngoài đạo hạnh, vì cái hạnh tu mà mình có thể quan sát được. Vì cái hạnh tu mà mình quan sát được. Cái thứ đạo hạnh mà mình quan sát được bằng mắt. Thấy kiểu mà bần tăng khổ sải, nhà cửa trú xứ đơn sơ, ăn uống đạm bạc kham khổ, thì lập tức thờ phụng ngay. Mà biết cái nội dung ra làm sao. Mà tại sao mình ngu quá mình nhớ cái chuyện này. Cái giá trị đạo đức thật sự nó phải nằm ở cái chỗ mình không thấy kìa. Chứ còn cái mà mình có thể quan sát bằng mắt ấy, thì diễn viên dư sức, kịch sĩ dư sức. Không, một đứa bé 15, 13 mà cho nó vào học diễn sức 3 tháng là nó ra nó diễn cái đai thiền sư là ngon lành. Không, diễn lâu quá tôi không biết chứ, kêu nó diễn 15, 20 phút là nó diễn tốt. Diễn tốt. Các vị vào xem Tây Du đó, Phòng Hài Nhi đó, Phòng Hài Nhi, Na Tra, diễn tới đâu luôn. Không, dễ lắm. Mà sẽ ngu quá vậy. Cứ nhớ là cái gì mà mình ngó được bằng mắt thì nó phải xét lại. Vậy mà có người bị lụy mới ghê. Rồi cái thứ tư á, là hâm mắt mà nè. Có nghĩa là mình đến với một người nào đó là vì thuần túy cái giá trị tinh thần. Mình nghe được gì từ đó, mình hiểu được gì từ đó, mình ngộ ra được cái gì từ đó, thì cái này mới là quan trọng. Bản thân người đó không quan trọng, cái vẻ ngoài người đó không quan trọng, cái tiếng tâm của người đó không quan trọng, mà cái quan trọng là mình thu hoạch được những cái giá trị tâm linh tinh thần nào, thì cái đó mới là cái quan trọng.
nha. Mình đến với người đó mình được lợi lạc gì, mình có được thêm những cái hiểu biết gì, những cái giác ngộ gì, những cái kiến giải gì, những cái nhận thức gì mà nó có lợi cho mình, nó nâng cao mở rộng đầu sâu ra, thì cái đó mới là quan trọng nha. Và chính vì mình không có biết được bốn cái này cho nên là mình là đánh giá cái người thuyết giảng thông qua những cái tiêu chuẩn tiêu chí mà gọi là rẻ tiền rồi bu ba xu bốn hào của mình nha. Rồi cái trường hợp thứ tư đó gọi là Atta-nam-pari-phô, là mặc cảm tự ti, có nghĩa là mình vào mình nghĩ là mình là người ít học, mình là người mới biết đạo, mình là người không có biết nhiều về Phật pháp, mình không có khả năng giữ giới, mình không có khả năng ghi nhớ giáo lý, mình không có khả năng thiền định, mình không có khả năng bố thí, mình không có khả năng phục vụ, mình không có khả năng buông bỏ như là cái lời thuyết giảng kia kêu gọi gợi ý. Mình thấy mình cũng được như vậy, thế là mình lắng tai nghe pháp nhưng mà bằng một cái tâm cảm, bằng cái tâm cảm, bằng cái tâm cảm của một người tự ti. Mình lắng nghe từ cái vị thế của một người thua cuộc ngay từ buổi đầu, không được, không được. Nói đến cái cần duyên khó nói lắm. Một vị cao tăng nhiều khi cái túc duyên giải thoát không bằng một cái đứa bé ăn mày mà sáng nay lần đầu được nghe đạo. Có gì đâu có gì lạ hết, nhớ nha. Một vị cao tăng đạo hạnh một đời nhưng mà chắc gì cái túc duyên giải thoát hơn được cái đứa bé ăn mày mà sáng nay nó theo mẹ vào chùa để kiếm một bữa cơm, một bữa cơm trưa đó, ăn mày đó. Nhiều khi nó thấy nó vậy đó, nhưng mà luân hồi nó là một cái cuộc chơi khốc liệt lắm quý vị, khốc liệt lắm. Hôm 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 qua mình là một vị vua này, thì hôm nay mình có thể mình đã ra ngoài chuồng chó mình nằm rồi, cái gì đó có gì lạ hết. Thì hôm qua mình là một người ăn mày thì hôm nay mình đã vào trong bụng của một bà hoàng hậu mình nằm rồi, để chờ lên ngôi, cái gì nó có gì lạ hết. Đó là cái cuộc chơi khốc liệt của dòng sinh tử, phải không? Cho nên mình có gì mà cảm tự ti, tận lực mà sống thiền, tận lực mà thương người, tận lực mà tu sửa, chỉ vậy thôi. Duyên đủ thì thành đại nhân đại sự đại nghiệp, mà không đủ thì chí ít cũng được an lạc hiện tiền và gieo chủng tử cho đời sau, chứ chúng ta không có lý do gì để mà tự ti hết, nhớ cái đó. Ngài Pao Sayadaw thiền sư đó, ngài có một cái câu nói rất là đáng để chúng ta lưu ý. Ngài nói thế này: thay vì nghĩ rằng tôi đang là vung bồi ba la mật thì tại sao không nghĩ rằng tôi đang là tận dụng, tôi vận dụng cái ba la mật để mà chứng đạo ngay đời này. Thì nếu mà nó không đủ thì đâu có chết tay nào đâu, nhưng mà ít nhất cái tận lực đó nó bổ sung cho một cái ba la mật chưa trọn, và nó mở đường phát huy cho cái ba la mật đã đầy. Các vị thấy chưa, cái tận lực nó có cái lợi đó. Thứ nhất là nó bổ sung cho một cái ba la mật chưa có tròn, chưa vẹn, chưa đầy, chưa đủ. Còn nếu mà nó đầy, nó đủ rồi thì tận lực đó nó mở đường để mà phát huy hết cỡ cái ba la mật đã đầy, đã tròn, đã vẹn, đã đủ. Chứ tại sao mà mình phải đến với đạo này bằng một cái tâm niệm gọi là mặc cảm tự ti là sao? Rồi cái cuối cùng đó là cái thứ tư là nghe pháp với tâm thiếu tập trung, tán loạn là sao? Không thiết tha thì không có tập trung, ngồi ăn cái chén chè đó mà thiếu tập trung mình cũng không biết nó ngon dở. Ngồi trước một cái bồn hoa mà không có tập trung mình cũng không biết nó đẹp xấu ở chỗ nào. Nói gì hay là trước một cái pháp hội người ta đang rao thuyết, giảng thuyết pháp, thì mình thiếu tập trung nữa mình nghe được cái gì? Thiếu tập trung cứ dây vào trong đó, cũng vào ngồi chen chen lấn lấn vậy đó, nhưng mà không có tập trung thì cũng không có đi đâu được hết, không có đi xa được. Và cái cuối cùng đó là có nghe nhưng mà nghe nhiều hiểu nhiều chứ không có động não. Có người lại như vậy đó, tôi đi dạy học tôi tiếng Pháp ở nhiều nơi tôi thấy cái trường hợp này nhiều lắm. Nghe như có nghĩa là vô trong mà nghe họ, chỉ họ giống như em bé vậy đó, có nghĩa là chỉ biết cái gì mà nó nằm trên cái đầu lưỡi mình thôi, thấy ngọt thì thích, thấy đắng thấy chát, thấy chua thấy cay thì sợ. Trong khi người lớn mình lại khác, người lớn mình lại khác,
ngọt thơm béo bùi thì mình enjoy, mình tận hưởng đó. Nhưng mà có những người lớn còn biết thưởng thức những cái đắng, những cái chua, có những cái đắng tuyệt vời không có thiếu được, có những cái chua nó đúng chỗ, nó duyên vô cùng, và có những cái cay đúng chỗ, nó không thể thiếu. Đó là cái khẩu vị của một người lớn, một người trưởng thành nha. Còn đằng này là mình như em bé vậy đó, tức là cái gì nó đi qua cái đầu mình mà mình thấy được thì mình chấp cái đó, còn chứ mình không có động não, mình nghe cái gì mình thấy là kỳ kỳ thì chùa à, thấy cái nào không hiểu chùa à, mình không có hề suy nghĩ tại sao mà người ta nói cái chuyện nghe ra có vẻ hơi vô lý ở đó, mình không có suy nghĩ, cứ cắm đầu chổng mông là một là chống đối cái mà mình không hiểu, cắm đầu chổng mông chạy theo và tôn thờ cái mình cũng chưa hiểu lắm, không? Cái đó là cái kiểu gọi là nghe pháp thiếu thiếu gì, thiếu trí tuệ, nghe pháp bằng cái đầu u mê, bằng cái đầu là đêm 30, không? Thì cái người như vậy đó thì dù có nghe pháp với trước mặt chư Phật ba đời mười phương tất cả thánh hiền, nghe vô lượng vũ trụ cộng lại thì cũng không có làm cho mình được khác, cái đó rất là quan trọng. Rồi và ngược lại, nếu mà nghe pháp mà không có bị mắc vào năm cái lỗi này nè, thì cái thái độ nghe pháp đó đó, cái cách nghe pháp đó đó, nó mới tự giúp cho mình này, thu hoạch được giữ lợi lạc. Rồi tiếp theo là cái kinh chánh tấn số 2. Kinh chánh tấn số 2 y chang như vậy, nhưng mà vì sao nó hơi có nội dung hơi khác một tí, là vì sao, là vì cái đối tượng nghe pháp, Đức Thế Tôn xét cái căn duyên của người nghe pháp. Một là đối với A ngài phải nói như vậy, đối với B ngài lại nói khác, đó là một trường hợp. Còn thứ hai, cũng A đó, cũng B đó, nhưng mà ở thời điểm này thì ngài nói khác một tí, ở thời điểm kia ngài nói khác một tí, cái chuyện nó có chuyện hơn, có gì lạ hết. Giống như bên trên mâm ăn vậy thôi, có lúc mà mình xét thấy nên cho ta ăn cay, có lúc mình xét thấy thôi không cho ăn cay, có người ăn cay được, có người ăn cay không được, rồi có người cay nhưng mà cay của gừng thì được, nhưng mà của ớt của tiêu thì không được, có người cay của tiêu thì ok nhưng mà của gừng của ớt thì không được, có người ăn cái cay của ớt thì được nhưng mà cái cay của gừng họ không chịu. Này, bản thân tôi cũng vậy thôi, cũng vậy thôi, có lúc mình thích tiêu, có nhiều cái món mình phải thấy ăn tiêu nó ngon hơn ớt. Có nhiều lúc mình thấy mình vừa chạm tới nó, mình vừa thấy cái mặt đó là mình nhớ tới gừng chứ mà không nhớ đến tiêu, không nhớ đến ớt và nhớ đến gừng đây, không? Ở đây cũng vậy. Thứ nhất là tùy đối tượng, mà thứ hai là tùy thời điểm, nhớ nha, tùy thời điểm. Mà nhiều khi Đức Thế Tôn nghe tùy duyên thì cái căn cơ của đối tượng mà nó khác đi một tí nha. Thì ở đây có năm cái điều, có năm cái điều kiện mà giúp cho một người nghe pháp mà thu hoạch được nhiều cái lợi lạc. Điều thứ nhất là không có kinh rẻ cái lời thuyết giảng, không kinh rẻ người thuyết giảng, không có mặc cảm tự ti, nhưng mà nó còn tiếp theo nữa là gì ta, là ác tuệ. Nếu mà mình thiếu trí thì chịu thua, và ở đây cái thiếu trí này tôi cũng phải nói rõ cho bà con đọc này, bà con có hiểu thiếu trí là làm sao. Thiếu trí đây có hai trường hợp. Một là do tiền kiếp, do cái tiền nghiệp, không? Mà đời này chúng ta gọi là đầu thai bằng cái tâm mà gọi là tâm ly trí thì chịu thua. Cái tâm đó là tâm chịu thua. Bởi vì học A Di Đà chúng ta biết có nhiều chúng sinh ấy, chúng sinh vô nhân, giống hạn như các cái loài mà sa đọa đó, là cái khả năng phân biệt thiện ác đúng sai nó kém lắm. Cái hạng chúng sinh thứ hai nó là nhị nhân. Cái hạng này là chuyện thế gian có thể giỏi cực kỳ, nhưng mà cái chuyện về tâm linh tinh thần nó nghèo lắm. Chỉ có hạng thứ ba là cái hạng tam nhân ấy. Thì cái hạng này ngoài cái chuyện thông tuệ thế sự thì còn có khả năng đón nhận được những cái vấn đề tâm linh tinh thần một cách thoải mái nha. Cho nên là tùy cái nghiệp quá khứ, còn kiếp trước mình tạo cái nghiệp mà liên hệ tới trí tuệ thì đời này mình đầu thai bằng tâm trí tuệ. Còn nếu mà mình kiếp trước mình tạo nghiệp ly trí thì đời này mình sinh ra và cái tâm ly trí. Nhưng mà nhắc lại lần nữa, chỉ có một đời này thôi, kiếp sát đã đổi nữa. Ví dụ kiếp này mình không có khả năng về tâm linh, nhưng mà kiếp tế mình có, và kiếp này mình không có, nhưng kiếp trước mình có. Nó không phải là tuyệt đối, đừng có lo nha. Kiếp này nhiều khi mình ù lì, chứ kiếp sau mình ngon hơn cái thằng cha thông minh bây giờ nữa, đó là chuyện khác nha. Cho nên cái này thiếu trí nó có hai trường hợp. Một là do cái tiền nghiệp mà mình phải đầu thai với cái tâm thiếu trí. Trường hợp thứ hai, cái thiếu trí ở đây nó là sao ta, là thiếu cái sự vận dụng trí não của đời hiện tại, nghĩa là mình thiếu văn và tư
Thiếu văn, thiếu tư, thiếu tu. Thiếu văn có nghĩa là kiến thức mình nó nghèo quá. Thiếu tư là mình không có thường xuyên tư duy, động não, nghiền ngẫm, gẫm nhấm tiêu hóa. Mình không có khả năng, mình cứ nghe thì biết nghe vậy thôi. Có biết bao nhiêu người cũng có bằng bác sĩ nhưng không có cái gì xuất sắc. Có biết bao nhiêu người cũng kiến trúc sư nhưng mà cả đời ôm các bạn nó cho vui vậy thôi, chứ không có ai phải ai cũng thành ra cha giỏi trọng nghĩa. Khó lắm. Rồi trí tu cũng có gì chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với tôi, nó có nhiều trình độ lắm, do cái túc duyên quá khứ, rồi do thầy bạn hiện tại, rồi do cái gì nữa, do văn tư của đời này có đủ xài hay không, và từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là cái trí tu của mỗi người mỗi khác. Có người trí tu của họ là nó ở mức là trí tuệ có từ thiền định thôi, có người thêm cái nữa là trí tu mà có từ cái thiền tuệ nha, có thêm cái đó nữa. Có người có thể thành tựu thiền định mà không thành tựu thiền tuệ, có người thành tựu thiền tuệ mà không có thành tựu thiền định, rồi có người được cả hai, có người thì thiếu cả hai, cũng xếp bằng, cũng nhắm mắt, cũng liêm diêm, cũng gớm lắm, nhưng mà nó không đi tới đầu hết. Mà đa phần Phật tử mình ấy, đặc biệt từ biệt về bà con Việt Nam mình, thì cái quả chứng tu hành mình cứ dựa vào những cái mắc cười lắm. Quen biết thiền sư nhiều, dự nhiều khóa hay là ít khóa, tu ở thiền viện nổi tiếng hay không nổi tiếng, ngồi lâu hay không, ngồi 3 tiếng, 5 tiếng, hay là ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, rồi có nghe nổi da gà lẫn xương sống hay không. Nếu mà không có, hỏi đầu coi như thua. Hãy có nổi da gà lẫn xương sống, rồi là đắt. Ví dụ như vậy, mình cứ dựa mấy cái tiêu chuẩn nghèo, mấy cái đó không có đủ, được gọi là trí tu. Không có đủ nha, mà đủ cái nhận thức về tam tướng đó, cái đó mới quan trọng. Nhận thức về tính sinh diệt của danh và sắc, cái đó mới quan trọng. Cái khả năng chánh niệm thường trực đó, nó quan trọng. Còn cái chuyện mà các vị ngồi 3 tiếng, 4 tiếng, tôi nói thiệt, tôi không có coi nặng cái người mà 3 tiếng, 4 tiếng bằng cái người mà cái khả năng gọi là chánh niệm xuyên suốt. Cái chánh niệm xuyên suốt, cái chánh niệm xuyên suốt là sao? Có nghĩa là cái loại hành giả mà tu không có ngó đồng hồ, cứ chánh niệm suốt ngày cho đến bao giờ đi vào giấc ngủ thì thôi, cái hạn niệm là đáng quý. Còn cái thứ mà nó ngồi 3 tiếng, 5 tiếng mà nó buông ra, nó tệ hơn vợ đậu thì cái đó giỡn, không? Cái đó là hành giả đồng hồ, không? Hành giả đồng hồ, hành giả đó chưa tới. Cái hành giả đó phạm nhiều lỗi lắm. Thứ nhất là họ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội chứng đạo. Họ rất bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội để chiêm ngắm bản thân, chiêm ngắm danh sắc. Bởi vì sao? Vì cứ ngoài cái giờ ra là mình sống như mình thích mà. Mà cơ hội đắc đạo của mình đó thì nó trải dài suốt 24 giờ đồng hồ. Cho nên mình cứ ôm cái đồng hồ là chết, không? Mà cái chánh niệm liên tục đó là cái người coi như không bỏ sót một cơ hội nào trong ngày hết. Ngay cả lúc sướng, khổ, buồn, vui, thiện, ác, lúc nào họ cũng có thể đắc đạo được hết. Tôi nhắc lại, buồn, vui, thiện, ác, cả bốn trường hợp này, chỉ cần quan sát nó thì cả bốn cái buồn, vui, thiện, ác nó đều là cơ hội chứng đạo hết. Mà khi mà mình tu theo cái đồng hồ ấy, thì coi như cơ hội nó ít đi. Cái anh làm giàu là cái anh mà suốt ngày nó ảnh cứ rình rập những cơ hội kiếm tiền để mới giàu nổi. Còn cái anh mà sáng kêu lên cà phê, lật tờ báo ra coi nhà đất chỗ nào được xong rồi cái liền hoàng bên, hoặc là bóc phone gọi dòng mấy khách bạn hàng coi bữa nay có cần chở này kia không, nên là gọi phone xong cái chạy nhà trùm hình ngủ, lật tờ báo ra đọc rồi đông đưa giỏng rồi chờ bà xã về nấu cơm, thì cái thứ đó giàu không nổi. Mà cái thứ mà nó có khả năng giàu thiệt ấy, là suốt 24 cơ hội từ lúc nó ngủ kiếm tiền để mới giàu. Cho nó tức là nó để ý, nó rình rập chăm chút mọi cái hoàn cảnh, mọi cơ hội để làm giàu, thứ này mới giàu được, không? Thì hành giả y chang như vậy, không? Right. Cho nên là ác tuệ là không có khả năng đó. Rồi cái không có dụng tâm hiểu biết đối với những vấn đề chưa hiểu biết là sao ta? Có nghĩa là hiểu được thì tốt, nắm hiểu được thì thôi. Có biết bao nhiêu đứa nó không nghe đạo, nó có chết đâu. Có bao nhiêu đứa nó không có hiểu về kinh này, về kinh nọ, nó có chết đâu. Con trâu, con bò nó không hiểu đạo, có đứa nào nó chết đâu. Trừ phi đẻ nó ra chích điện gõ búa vào đầu nó mới chết. Chứ đâu có trâu bò nào mà nó chết thì do nó không hiểu đạo đâu. Mình cũng vậy thôi. Thì nghe nhiều hiểu, nhiều hiểu được thôi. Đâu có chết thằng tay nào. Rồi. Thì một cái người mà nghe đạo ấy, một người nghe pháp ấy, mà không có mắc vào những cái trường hợp này nè, thì được xem là có cơ hội. Có cơ hội thu hoạch lợi lợi thì chánh pháp. Rồi. Tiếp theo đó là
Tiếp theo đó là cái kinh Chánh Tánh Ba. Một người nghe pháp, ở đây là ở một trường hợp khác nha, một trường hợp khác với một cái đối tượng khác, hoặc là cũng đối tượng đó mà vào cái thời điểm khác, thì Đức Thế Tôn dạy cho mình thấy những cái điều kiện, những cái lý do mà khiến cho cái chuyện nghe pháp nó không có đem lại lễ lạc cho mình. Rồi, thứ nhất là nghe pháp với cái tâm kiêu ngạo, cống cao. Rồi cái nữa là nghe pháp với cái tâm bắt bẻ tìm khuyết điểm. Trường hợp này cũng nhiều lắm. Coi cái ông này nó chỉ có nghiêm túc không, những cái ví dụ, những cái câu chuyện ông này ông đưa ra đó, coi cái chỗ nào mà mình bắt lỗi được. Ông này ông do giảng những cái đủ sâu chưa, đủ rộng chưa. Đôi khi đó là cái kỹ thuật nghe pháp, mình gọi là kỹ thuật hay là nghệ thuật nghe pháp đó là sao. Giống như mình ăn món ăn vậy đó. Mình nấu thì mình nhào cho mình ăn, nó nấu ngon thì mình tận hưởng nó, còn nếu nó nấu dở thì cũng ra, thì mình cũng nhắm tới cái khía cạnh nào đó để mình nuốt. Ví dụ như cái món nó dở không, nhưng mà nó nóng, ok. Nó dở nhưng mà nó không có tanh, ok. Nó dở nhưng mà nó là đồ tươi, ok. Mình chỉ nhắm tới cái cạnh đó thôi. Chứ còn bây giờ đây nghe pháp cũng vậy, tôi không buộc các vị phải nuốt cho bằng sạch những gì mà cái ông giảng sư cũng nói ra, không, cũng có suối đó nha. Mình không có chấp nhận, mình không thấy không hợp lý, mình đâu có ngu gì mà nuốt. Nhưng mình nó nói như thế này, nghe bằng cái tâm khiêm tốn, cứ luôn luôn nghĩ là thế này. Ít nhất trong lúc mình nghe giảng cái này nè, ổng chỉ có một là cái điều gì ổng nói mà mình thấy tâm đắc thì đâu là gì khỏi nói rồi. Mà trong trường hợp có gì, bản thân tôi đó, nó có trường hợp thế này, có những trang sách mà tôi đọc vô đó, tôi không thích nó nhưng mà tôi lại cảm kích vì nó đã mở ra những cái gợi ý cho tôi chuyện khác. Yeah, đã có chuyện đó. Cho nên tôi vẫn đọc cái trang sách đó bằng tất cả sự hứng thú, và khi tôi khép trang sách đó lại, nó vẫn đem lại lợi lạc cho tôi. Này, các vị mời tôi một cái chén cháo nấm, cháo nấu bằng nấm. Đúng là cháo nấm là mốt ruột của tôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà nấm gì đâu mà nấm nấu bằng nấm khô, chứ phải nấm tươi là tôi thấy tôi nản rồi. Nhưng mà tôi để ý cái này, thứ nhất là tô cháo này nó nóng, thứ hai tôi sợ hơn cháo đặc lắm, cho nên tôi thấy cháo này nó hơi loãng là tôi khoái rồi. Nóng loãng có một tí gừng vậy là xong rồi, còn ngoài ra tôi không quan tâm, đặng chi đặng tôi nuốt cho nó xong cái dán cháo đó. Còn cái bà kia đó thì phải là mình em ném tới xè nấm tươi. Nhưng mà có một điều là thiếu miếng gừng, thiếu miếng tiêu. Ok, miễn sao tôi lúc tôi chỉ nhớ là nấm tươi và nêm nếm tới thôi. Tôi nhớ nhiều đó thôi. Rồi tôi vẫn ăn cách vui vẻ. Tôi ăn với tất cả sự khiêm tốn, khiêm cung, dễ thương và cảm kích. Còn các vị ngồi vào, các vị ăn với cháo mà phê phán đủ thứ hết. Thì như vậy thì cuối cùng nuốt không hết rồi, chén cháo bụng rồi vẫn đói. Mà chén cháo thì đúng là nó cũng không có chỗ để mình ăn như vậy không. Nhưng mà cuối cùng mình cho cái đầu của mình ấy nó bị bệnh, rồi cuối cùng ăn được rồi thì cũng chảnh chẹ nhí nhảnh chê, cuối cùng hồi người ta quất sang chén xong người ta leo núi đi ta rồi xuống hồ chèo xuồng rồi đi vô rừng thiền hành thiền tọa sung sướng, còn mình chảnh cái cuối cùng mình bụng ôm bụng đói meo rồi đó, vô rừng ngồi mặt như táo bón mất sổ gạo vậy đó, thì đó bụng đói quá mà. Nhớ nha, cho nên nghe pháp bằng cái tâm tốn cao là không khác. Thứ hai là nghe pháp với cái tâm bắt bẻ tìm khuyết điểm của ông cả. Như nãy tôi nói tôi ăn cái chén cháo nấm, tôi ăn rất là thoải mái. Ok, thì mình thấy rồi, cái chén cháo này mình nên ăn, cần ăn thì chấm ăn. Để lúc đó bây giờ là mình cứ chú ý đến cái gì mà mình xài được của nó thôi. Đấy, giống như mình đi vào khu rừng ấy, mình đi dạo rừng ấy, mà mình cứ là đòi khu rừng nó phải như mình muốn thì thôi, về làm khu vườn riêng vậy mới như ý đâu. Chứ mình đi dạo rừng mà đi vào cái chốn chợ đời mà mình mong rằng mọi sự và mọi người như mình muốn thì cũng kẹt lắm. Rồi nói chung là mình tận dụng cái ưu điểm của nó thôi. Rồi cái tiếp theo của y chang như vậy, y chang như cái trước, nghĩa là nghe pháp với tâm bắt bẻ, nghe pháp với cái khả năng trí tuệ hạn chế, nghe pháp mà không có thiết tha, tìm hiểu những vấn đề chưa hiểu biết. Và đó ra đây nó có cái này mới hay nè, cái chấm tánh ba nó có cái này, nghe pháp mà tâm bị ngăn ngại, bị hoang mang là sao? Có nghĩa là cái chuyện gì cần bỏ lại bên ngoài cái pháp hội thì nên bỏ đi,
Đấy, lúc mình chỉ tập trung mình nghe cái chuyện trước mắt thôi. Còn đây này gọi là ahatachitto, có nghĩa là cái tâm nó bị ngăn trở bởi những cái chuyện ngoài lề đó, hoặc là những cái chuyện nó không có liên quan gì đến đến cái pháp thoại mà mình đang nghe, hoặc là mình ngồi nghe pháp mà cái tâm mình nó cứ hướng tới những cái chuyện tào lao, như mình nhìn thích cái gì, mình ghét cái gì, người nào, vật nào, sự kiện nào thì không có được. Và có thêm nữa là cái khi lá cha tô là tâm hoang mang. Hoang mang ở đây nó gồm có ngờ vực, mà cũng có nghĩa là phóng tâm tán loạn, nó không có tập trung. Nhưng mà ở đây cái rõ ràng nhất là hoang mang. Khi lá ở đây, chỉ khi lá ở đây là nghĩa nó sâu. Khi lá ở đây các vị nhớ có cái bài kinh khi lá chích tá là tâm hoang vu á, thì trong 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 trường bộ kinh ấy, Đức Phật ngài có nhắc đến một cái hình ảnh cái tâm mà hoài nghi, nó giống như là tâm mà trôi trên sa mạc vậy đó. Cái tâm mà hoang mang nó giống như tâm ở chỗ hoang vu, nó giống như cái người mà bước giữa chỗ hoang vu đại mạc mênh mông không có rõ phương hướng. Thì ở đây cũng vậy, cái khi lá cha tô đây là mình thấy có một bài kinh người tinh kinh tâm hoang vu ở trong trong Trung Bộ, và bài kinh Sa Môn Quả có phần mà giảng về năm triền cái ở trường bộ kinh ấy. Kinh Sa Môn Quả thì có nói đến cái chữ khi lá này này, chữ khi lá nói đến cái chữ khi lá, nó đến cái tâm hoài nghi đó. Khi mình nghe pháp, cái chuyện trước mắt, chuyện trước mắt mình, người ta nói cái gì mình nghe cái đó thôi, tìm hiểu lúc vấn đề đó. Còn mình để cái tâm mình nó bị ảnh hưởng bởi cái thích, cái ghét, cái hờn, cái vui, cái giận gì là đó, là nó cản trở mình. Hoặc là cái thứ hai nữa, mình nghe pháp mà bằng cái tâm hoang mang đó, hoang mang nghi hoặc, không có xác định được, không có xác định được là mình cần cái gì và người này đang giảng cái gì. Đã, mình không xác định được mình cần cái gì và người ta đang giảng cái gì, thì cứ nghe pháp không biết nói gì có đúng hay không, trong khi mình coi mình cần cái gì và người ta đang giảng cái gì, cái đó mới quan trọng chứ. Còn nếu mình thắc mắc thì để một lúc khác, bây giờ mình tiếp tục mình cứ nghe đi, để tập trung nghe. Vì cái chỗ mà ông nói mà gây hoang mang cho mình rồi, nó được cái nó đang qua kìa, nó đang qua đó, bây giờ ông đang nói chuyện khác kìa đó, đó. Cái tập trung cái đó được tiếp theo cái điều thứ năm này mới ghê, có dụng tâm tìm hiểu cái điều mà mình chưa có hiểu. Tức là mình hoang mang mình để qua bên, như tôi vẫn thường nói có hai cách để giải quyết cái nghi hoặc, có hai cách. Một là đi tìm cái câu trả lời cho nó, hai là để nó qua một bên. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Có hai cách để giải quyết một cái thắc mắc, một cái hoang mang nặng ký, hay nặng ký từ những cái thắc mắc quan trọng này. Còn cái thứ rồi buông tào lao ba xu thì bỏ, nhưng những cái thắc mắc quan trọng thì mình có hai cách để giải quyết. Một là đi tìm cái câu trả lời cho nó, hai là để nó qua một bên nếu mà thấy nó chưa phải lúc hoặc thấy nó không cần thiết, để nó qua một bên. Đặc biệt ở đây nó có cái một cái chữ mà nãy tôi không có giải thích, là cái đần độn. Cái đần độn câm điếc có nghĩa là sao? Có nghĩa là thích nói, không có biết mà thích nói, thích phát biểu ấy. Thích phát biểu mà không có rõ ràng, thích phát biểu. Đần độn câm điếc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là thiếu trí là đã đần rồi, mà là thích phát biểu mà không có lập trường, không có lập trường rõ ràng. Đấy, ở đây đó gọi là chalo e la mugo, là như vậy, không có lập trường. Thích phát biểu mà không có lập trường. Rồi thì mắc phải năm cái điều này nè, mắc phải năm cái điều mà tôi vừa nói đó, thì cái đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thiệt thòi khi mà được lắng nghe dụng pháp. Ở đây có một chuyện rất là tôn giáo mà tôi không thể không nói, là cái cơ hội nghe pháp không có nhiều đâu quý vị nha, cơ hội nghe pháp không có nhiều đâu. Bởi vì nói nó tôn giáo một tí đó, thì cái chánh pháp mà mình đang nghe này chỉ có chư Phật ra đời mình mới có cơ hội nghe, không chứ mà chư Phật thì đã hiếm rồi, trên cơ hội nghe pháp rất là hiếm. Mà những người hôm nay thứ nhất là không có học hỏi kinh điển thì không có tin cái chuyện mà Phật ra đời là hiếm, và từ đó họ cũng không có nghĩ đến chuyện là nghe được giáo pháp là hiếm. Mà nó có nhiều, nó đừng có nghĩ tăng ni đầy ắp là mình muốn nghe là mình nghe nó sai sai bét. Cho nên mình phải trân trọng những cái giây phút mà được nghe pháp thoại. Là vì sao? Vì các vị tưởng tượng ở Việt Nam bây giờ nó có biết bao nhiêu pháp sư, biết bao nhiêu pháp sư, cả hàng chục pháp sư không nổi tiếng và vô danh, đúng không?
Nhưng mà các vị thử tưởng tượng giùm tôi đi, cái chuyện mà các vị mình đến nghe được một cái thời pháp cho nó trọn vẹn có phải dễ không? Đâu phải dễ, tôi biết mà. Công ăn việc làm, vợ chồng con cái, nhà cửa tùm lum hết, đâu phải dễ không? Rồi vào đến nơi là vị đó ở đâu? Vị đó ở đâu? Vị đó ở phố phải không? Tôi nói cho nghe, vị đó ở phố phải không? Người ta có rảnh để mà người ta nói cho mình nghe không? Còn bây giờ ở quê phải không? Ở quê phải không? Mình có đủ siêng để mình lặn lội tới mình nghe cái vị đó giảng không? No, no way. Khó lắm, khó lắm. Pháp sư mà ở phố người ta có rảnh cho mình không? Nó tới 1 tỷ người đang chầu chịch, có bao nhiêu công việc để cho cái vị ở phố người ta phải lo toan, làm gì tới phiên mình, không? À, rồi bây giờ vị đó ở quê đúng không? Đâu có phải, đâu phải ở quê là mình muốn nghe mình nghe, nó xa, nó nản, nó xa, nó nản lắm, không? Rồi giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà như ngài Thanh đó, ngài hộ pháp, giỏi bằng trời, như ngày ra ngoài núi Vinh ở biển biệt mà đó, mà ngài chưa kể là ngài thích độc cư ẩn cư nữa. À, cho nên là ngờ xa là mình nghĩ cái cảnh mà thu xếp công việc nhà mà nó ra hầu ngày là mình đã thấy khó rồi, mà mình biết chắc mình ra lúc ngày khỏe hay ngày bệnh à, mà nhầm lúc mà ngày lâu lâu ngày có mấy ngày mà ngày thích cấm túc rồi kiểu mà nhập thất còn chết nữa là coi như là miễn tiếp khách luôn, không? Rồi mình trên đường mình ra mình phải chắc là mình ok, mình ngày ok, thời gian ok à, thì nhiều thứ ok, chứ còn mình ra mình gặp một đống khách mà đó mình sao mà nghe. Cho nên cơ hội nghe pháp không phải dễ, nhưng nó có trường hợp như vậy. Khi mà xa thầy, vắng thầy, không gặp thầy, cái đầu mình nó quan mang, nó thắc mắc đủ điều hết. Tự nhiên ra gặp thầy, tự nhiên cái nó quên sạch hết trơn rồi. Này, thì lúc đó là mình mọi sự mình giao hết cho ông thầy muốn nói gì cũng nói. Rồi còn về phía ông thầy đó, nếu không phải là hiền thánh, thì họ chỉ nói cái điều họ muốn nói thôi. À, như cỡ Đức Phật ngày sẽ là Phát Ngạ Na Ngày Ca Diếp thì người ta nói cái điều mà người ta cần nghe đó, các bậc mà đạo sư thượng thừa đó, người ta nói cái điều mà đối tượng cần nghe, phải nghe, nên nghe. Còn mà phàm tăng mình thì sao? Mình nói cho người ta cái điều mà mình muốn nói, cần nói, khoái nói, thích nói hơn là cho đối tượng. Dù cho vì cái vị đó có thể là cao tăng, danh tăng đó, thì đa phần là như vậy. Mình đừng có trách, bởi chỉ chuyện bình thường thôi, chỉ nó bình thường thôi. Ở giờ cái mặt mình ngu ngu thì họ lựa cái nào mà mềm mềm cho mình dễ nuốt. Ở giờ ẩm tướng mình là răng giả không răng, nó còn là nướu là lợi không, họ kiếm gì mình nó không cần nhai đó, họ giảng như mình nghe đấy. Ở giờ mình đã biết, ở giờ lỗ mũi mình thấy mình ngu ngu là họ kiếm cái gì mềm mềm, họ sợ ẩm thồn nhét giọng cám vô thôi đấy. Cho nên cơ hội nghe pháp rất là khó, rất là khó, khó lắm. Khó được cái cơ hội mà nghe pháp, khó tìm được người thuyết pháp, khó có dịp để nghe được một cái pháp thoại mà nó vừa tầm với mình, khó lắm, khó. À, cho nên đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải lưu tâm đến những cái điều kiện này để mà không có bỏ sót những cái pháp thoại nào hết, và không để tự mình bị thiệt thòi khi mà nghe pháp. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Ok, xong rồi, xong cái chánh tánh, bây giờ mình qua cái bài kinh Mạt Pháp. Nãy giờ là nói cái chuyện con người giữ đạo, còn bây giờ là cái cách thức giữ đạo nè. Chúng ta rõ ràng là những đơn vị, những cá thể, những đơn tử, những đơn bào trong cái gọi là thế giới, trong cái gọi là nhân quần xã hội, nhân gian, đúng không? Và nói hẹp là một tí, mỗi chúng ta là những đơn tử đơn bào của cái gọi là giáo pháp, của cái gọi là tứ chúng, của cái gọi là môn đồ pháp chúng của Thế Tôn, đúng không? Và ở đó, như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều ít nhiều nhận được những lợi lạc lớn bé từ giáo pháp. Và cái đó ở đâu nó ra? Đức Thế Tôn rõ ràng đã đi viên tịch từ lâu lắm rồi, các vị cao đồ thanh văn cũng viên tịch từ lâu lắm rồi. Thì ai là người duy trì chánh pháp cho đến hôm nay mà chúng ta có cái để đọc, có cái để nghe? Ai? Đó chính là các thế hệ thánh phàm từ sau khi Thế Tôn ra đi, đúng không? Và những nếu những thế hệ đó mà không có cái lý tưởng học đạo, hành đạo và hoàng đạo ấy, thì hôm nay chúng ta xong hết phiền. Họ chỉ biết học đạo không mà không có hành đạo và hoàng đạo cũng không được. Mà họ chỉ biết học biết hành mà không có hoàng đạo thì đến hôm nay chúng ta cũng thua me rồi, không? Cho nên họ phải có cái hoàng đạo nữa. Một cái người mà thờ Phật đúng mức á, thì phải có cả ba: học đạo, hành đạo và hoàng đạo. Các vị có thắc mắc tại sao tôi không nhắc tới chữ chứng đạo? Bởi vì nó nằm ở chỗ cái học và cái hành. Học mà hành mà ngon lành thì mới ốc đơn. Chứng đạo không cần nhắc tới.
Nếu mà học và hành mà ngon lành đó, thì cái chứng đạo nó chỉ đương nhiên. Nhưng mà cái hành, cái hoằng đạo là không ạ. Cái hoằng đạo mà không nhắc tới là không được. Nó quan trọng lắm. Đấy. Bởi có rất nhiều người đó, họ chỉ biết là học đạo, hành đạo, kể cả chứng đạo cho họ thôi. Tuy nhiên, mỗi người có một cách hoằng đạo riêng, thưa quý vị. Có người họ hoằng đạo bằng ngôn giáo, có người họ hoằng đạo bằng cái thân giáo. Hoàng đạo bằng ngôn giáo là bằng ngôn từ, bằng chữ viết thì gọi là ngôn giáo. Là chia sẻ ánh sáng Phật pháp, Phật đạo cho người khác bằng ngôn từ và chữ chữ nghĩa đó. Thì cái đó được gọi là ngôn giáo. Trường hợp thứ hai là thân giáo, nghĩa là họ dùng cái hạnh tu của bản thân họ, cái gương mẫu của họ, lấy họ làm gương, làm bài học để người khác trông vào, nhìn vào để mà học hỏi, học đòi, bắt chước. Thì ở đây là Đức Phật ngài dạy rằng là nếu mà không phải là thánh nhân, thì cái chuyện mà chúng ta trở thành một Phật tử, trở thành một người học đạo và hành đạo ấy, và hoằng đạo ấy, nó phải được bắt đầu từ đâu ta? Nó bắt đầu từ cái chuyện học đạo. Mà học đạo là gì ta? Là nghe pháp. Thời Phật thì không có xem kinh, nhưng mà thời này mình hoàn toàn có thể thêm là nghe pháp. Ở thời này nó có hai, một là nghe bằng lỗ tai, hai là đọc bằng mắt, thì đều được xem là nghe pháp hết. Thời này đó dù là nghe băng giảng hay là nghe giảng trực tiếp cũng đều là nghe, xem kinh sách cũng là nghe. Nhớ nha, bởi vì thời Phật không nhắc đến chuyện đọc sách xem kinh, bởi vì thời ngày không có. Không, nhớ cái đó nha. Thì cái thái độ, như nãy tôi nói, cái thái độ của người mà học pháp nó quan trọng lắm. Anh học pháp kiểu gì mà bản thân anh được lợi lạc, và bản hoặc là học kiểu gì mà anh không được lợi lạc, và khi anh có được lợi lạc thì anh mới có thể chia sẻ, rao giảng cái lợi lạc đó cho người khác được. Nhớ nha. Thì ở trong cái bài kinh Mạt pháp 1 này, người ta có dạy thế này. Đây là những cái điều kiện, những cái lý do mà khiến cho cái chánh pháp bị biến mất ở đời. Biến mất ở đời. Cái chữ Samosa đây, cái chữ ngày Minh Châu người dịch, tôi tôn trọng tôi giữ lại. Chữ Samosa nó ngày dịch là hỗn loạn. Mà chữ Samosa này nó nghĩa nhiều nghĩa lắm. Rồi về tâm lý nó có nghĩa là hoảng loạn, hoang mang. Hoảng loạn, cái chữ Samosa này trong tâm lý nghĩa là hoảng loạn, mờ mịt. Còn ở ngoài cái tâm lý ra đó, để chỉ cho một cái sự cố sự kiện gì đó, thì ở đây nó có nghĩa là rã rời tan nát. Thì ở đây có năm cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp là rã rời tan nát, biến mất cả đời là sao. Nên nhớ, chánh pháp là những nguyên tắc của trời đất, nguyên lý của vũ trụ, thì làm sao có vụ biến mất được. Mà chữ biến mất ở đây là gì? Cái chữ antaratha đó là biến mất ở đây nó nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không được người ta biết tới nữa, chứ không có phải là những lời dạy của Đức Phật đến một lúc nào đó nó không còn hiệu nghiệm nữa. Sai. Những cái gì mà ngài dạy mình về cộng trừ nhân chia muôn thở là đúng, nhưng mà nếu mà mình không khéo thì sẽ có một ngày mà trên thế giới này người ta không biết làm toán nữa, mình người ta chỉ biết lấy dao cắt lên thân cây làm giống, hoặc là người ta lấy mấy cái sợi dây người ta thắt gút một gút hai gút như vậy đó, chứ còn người ta không biết ngồi xuống mà rút tờ giấy ra, lấy cái bút rồi cộng trừ nhân chia, không biết thế nào là bách phân thập phân hết biết rồi đó. Nhưng mà dầu như người ta không biết thì những nguyên tắc, những công thức đó vẫn đời đời bất diệt, bởi vì nó vô hình vô tướng. Này, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình có tướng thì cái đó mới không có bền. Chứ còn mấy cái này nó đâu có hình tướng, nó là công thức, nó là nguyên tắc, là nó bắt được. Trên chánh pháp không bao giờ bị mất, nhưng mà sở dĩ mà ngài nói mất là mất sao? Mất có nghĩa là nó không được nó biết tới, có cũng như không, có cũng như không. Người tự tưởng tượng một cái đám mà là lõ lồ trần trụi, ăn lông ở lỗ hang động, rồi không biết xài lửa, chỉ biết ăn thịt sống, chỉ biết săn bắt hái lượm mà theo cái kỹ thuật mà sơ khai, thì giữa cái đó là thì là ai mà biết đến ba cái mà toán lý hóa của thời nay thì sao biết không? Nhưng mà dù nó không biết, những công thức, những nguyên tắc nó vẫn tồn tại ở đời, nhưng mà có cũng như không.
Này, bây giờ ngay ít nhất ngay thời điểm nó không có người trên hành tinh thì biết tới, ở đây cũng vậy. Chánh pháp biến mất ở đây có nghĩa là sẽ có những cái thời điểm mà chánh pháp không còn được người ta biết tới. Tôi có thể nói quịch tẹt luôn. Tôi nói với cái này với cái thiện chí nhớ đâu ví dụ đó chứ tôi không ác ý nha, tôi vang lại các vị tăng nghe này đừng có giận. Tôi ví dụ như hôm nay mà các vị về là các cái chùa Khmer mà ở lục tỉnh miền Tây, còn những cái chùa quê hẻo lánh ở ở bên Lào, thì ở đó chư tăng không có coi nặng cái những cái giáo lý mà coi như là trừu tượng khó gặm. Ở đó thì cứ là quẩn quanh cái chuyện dạy Phật tử là tránh thập ác hành thập thiện, nhiều lắm là niệm Phật hoặc là rải tâm từ như vậy thôi. Mà trong ba tạng thì các vị làm miếng khoảng chừng một phần ngàn, lấy thẻo miếng một phần ngàn đem dạy cho Phật tử, còn cái phần còn lại là không được nhắc tới. Bởi vì sao? Là vì mình biết là biết là lỗi nằm ở ai mình đâu có biết không? Phật tử không có nhu cầu, hay là gì? Bắt đầu là do chư tăng không có để ý chuyện đó, mà cuối cùng hôm nay mình về lục tỉnh là chư tăng miền Tây, chư tăng Khmer là hầu như là bỏ lơ cái vấn đề kinh điển Tam Tạng. Các vị chỉ chú ý mấy cái chuyện nhẹ nhẹ cho dễ gặm dễ nuốt thôi. Đây thì cái trường hợp đó cũng có thể gọi là chánh pháp đang bị mất dần ở đó, mất dần mất lại mất như vậy đó. Có nghĩa là có biết bao nhiêu vấn đề giáo lý không được biết tới. Và đừng có nói đâu xa Thái Lan là một cái xứ mà Phật giáo phát triển cẩn thận hơn. Nhưng mà theo tôi được biết đó, thì ngoại trừ một vài cái bộ phận nhỏ như là những cái vị tăng mà quan tâm đến học thuật, các học viện, các trường đại học, các học viện Pali, Tỳ Đàm, như chùa Đắc Khăn, Khô Sitaram chẳng hạn, ngoại trừ những nơi đó ra, thì đa phần chúng ta tính là đa phần ấy, là chỉ có cúng kiến thôi. Cúng kiến rồi thì bùa phép, đa phần, nhất là những vị ở vùng nông thôn, thì ở đó chánh pháp bị xem là biến mất, dù lá y vàng vẫn còn đó, tượng Phật vẫn còn đó, tủ kinh vẫn còn đó, còn không có mặt. Nhưng mà cái người biết tới không còn nhiều nữa ha. Thì ở đây mình thấy cái điều kiện mà làm cho Phật pháp biến mất là gồm có không có cẩn trọng khi nghe pháp. Trong Pali gọi là sắc cá chăn là không mang sơn nam tí, sắc cá chăn có nghĩa là respectfully có nghĩa là không có nghe một cách tôn kính thành kính. Nghe kiểu ngáp dài ngáp dắt rồi chờ cho ông giảng xong xa thú cái nhào lên móc cái bộ thơ đúc lên đó lại ba cái giọt mắt xong không cứ ngồi ông hiểu ông giảng gì kệ ông, nếu có tiền rồi canh me ông giảng vừa xong cái nhào lên cái móc bộ thơ giác cho đó là hỏi tao hai ba câu giọt. Cái đó gọi là không có cung kính. Không cung kính này không có nghĩa là vừa nghe vừa chắp tay rồi thẳng lưng nó hoàn cảnh mình không có khả năng ngồi thẳng lưng thì mình kiếm chỗ nào mình dựa vô. Mình không có khả năng xếp bằng thì mình kiếm chỗ nào nhắn nhắn, mình duỗi chân ra để đừng cho ai thấy. Nhưng mà quan trọng là cái lỗ tai, quan trọng là cái đầu của mình, cái đó mới quan trọng. Đấy. Chứ không phải là cung kính này là phải thẳng lưng, phải xếp bằng, liêm diêm, nhắm mắt, vai thẳng, lưng thẳng, mông vững. Mà cung kính này có nghĩa là nghe với tất cả sự cẩn trọng, sạch cái chân, nghe với tất cả sự cẩn trọng. Có nói cái gì? Và mình có thể combine, mình kết hợp với cái mình đã nghe, đã hiểu, và mình xét coi cái điều nó có giúp mình, giúp được mình cái gì trong đời sống, mình có thể ứng dụng được gì trong lời dạy đó, không? Đó gọi là nghe pháp một cách tôn kính. Và thứ hai là không cẩn trọng thuộc lòng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhớ bà chóp bà nhán. Rồi khi mà nhớ bà chóp bà nhán là sao ta? Có nghĩa là mình nghe bà chóp bà nhán. Mà tại sao có cái nghe bà chóp bà nhán là vì mình thiếu tập trung, thiếu trí, thiếu niệm, thiếu định. Đấy, thiếu trí nghe pháp mình thiếu trí thiếu niệm thiếu định nó mới dẫn đến là nhớ mà chớp mà nhé. Mà không có tập trung thì nó dễ nhớ bậy, mà hãy nhớ bậy là thua. Bây giờ cái công thức mà nấu nồi canh chua mà mình nghe không có rõ hay về tôi đố gì nấu được nồi canh chua đó, nó phải là tu hành giải thoát tâm linh gì cái gớm nồi canh chua. Mình vô mình ngồi mình nghe mà không tập trung, mình nghe cái gì mê khốn nấm tẩu, mình nghe mang máng vậy mà không biết cái nào bỏ trước cái nào bỏ sau. Có những cái mình đợi nó sôi bỏ vô là đẩy nắp tắt lò liền. Tại có những cái mà mình để từ đầu đó là nó nát bét, nó lầy ra đó nghe. Cho nên mình phải nghe đi cái cách bỏ cái gì và trong trường hợp nào mình sẽ khóm, và trường hợp nào mình không sẽ khóm, bị bao tử bị lép bao tử tránh khóm mà thế và một thứ khác. Này nhớ như vậy.
thì vân vân và vân vân. Nấu nồi canh chua mà nghe không kỹ thì đã là về nấu tầm bậy rồi, nói gì là cái việc tu hành. Cho nên để nghe pháp thiếu cái sự cẩn trọng, thiếu sự tôn kính, thì từ đó nó dẫn đến chuyện là ghi nhớ một cách bừa bãi. Mà ghi nhớ một cách bừa bãi thì sao ta, làm sao mà hành trì được? Cho nên không nghe pháp cẩn trọng, ghi nhớ không cẩn trọng, và cái kia nữa là suy tư không có cẩn trọng. Như hồi nãy tôi nói là mình, alo các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư, chúng con còn nghe. Dạ rồi. Dạ. Rồi rồi, tiếp theo nữa là cái suy tư không cẩn trọng có nghĩa là mình hiểu được nhiều hiểu, hiểu được nhiều hiểu, chứ còn không có màng, không có màng cái chuyện mà đào bới sâu rộng thêm. Không có đào bới sâu rộng thêm thì cũng phải đi đâu xa được. Và cuối cùng, giả định như mình có nghe đàng hoàng, mình có nhớ đàng hoàng đầy đủ, mình có suy tư đàng hoàng đầy đủ, nhưng không có ứng dụng, không có đưa vào trong hành trì, thì coi như đây cũng là một cái lý do khiến cho Phật pháp biến mất ở đời. Hôm nay sẵn tôi nói luôn đấy, là có rất là nhiều bà con mình ở trên internet không biết là từ cái lý do nào mà cứ thích thích là viết cái gì á, trước khi bắt đầu một cái câu nói là để là Phật dạy rằng. À, cái này là cái đáng ngại nha. Mình muốn nói cái gì đó mà muốn tăng cái hiệu quả đó, chuyện đầu tiên, cho nên Phật mới dạy rằng, cho nên trong kinh Phật mới dạy rằng, mà tôi để ý là hơn phân nửa là toàn là mình nói không, không có bạn nào nói cái đó hết. Nhớ là nó nhớ cẩn thận nha, mình không được tùy tiện như vậy, không được tùy tiện mà Phật dạy thế này Phật dạy thế kia, phải có gốc trong đâu đó, trong kinh nào, trong tài liệu nào, có trong bài kinh nào Đức Thế Tôn đã dạy như sao thì được, chứ không có buồn buồn mà cho nên Phật dạy rằng, nên Phật có dạy rằng, cái đó là cái không được. Và cái cuối cùng là dầu có thuộc lòng nhiều cách mấy, hiểu sâu hiểu rộng cách mấy, nhưng mà pháp không được hành trì thì cũng không đi đến đâu. Tôi ví dụ như một người không có hành trì mà chỉ có nghe thôi, thì đầu thai 8.000 kiếp cũng không bao giờ hiểu được cái lợi ích của cái pháp môn quán niệm bất tịnh, không bao giờ hiểu được lợi ích của cái pháp môn gọi là chánh niệm trong hơi thở, không bao giờ hiểu được cái lợi ích của cái pháp môn quán niệm tử thi, niệm chết, niệm từ tâm, niệm Phật. Tôi dám bảo đảm 8.000 kiếp nếu mà chỉ học trên lý thuyết thôi và không có đưa vào hành trì, thì không bao giờ mà người đó hiểu được là tại sao mà Đức Thế Tôn đề cao những cái đề mục đó. Cái chuyện mình niệm bất tịnh, tại sao niệm sự chết, niệm tử thi, niệm từ tâm, niệm hơi thở, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, tại sao mà những đề mục đó được ngày nhắc tới nhắc lui hoài như vậy? Và nếu không đưa vào trong cái thực tập hành trì thì có bao nhiêu, có bao nhiêu kiến thức gì nữa thì nó cũng không đi về đâu hết. Tôi khẳng định như vậy. Và phải nói thêm là như tôi nói rất là nhiều lần, là khi mình cái đầu mình đó mà mình cọ sát nhiều với vấn đề nào đó thì mình sẽ có một cách nhìn khác về nó. Còn mình có biết vấn đề đó nhưng mà mình không có làm việc với nó nhiều, không sống nhiều với nó, thì cái nhận thức của mình với nó khác đi. Ở đây tôi muốn nói về cái chết, ở đây tôi nói về tình thương, ở đây tôi nói về đời sống trách nhiệm, ba cái không. Nói về cái chết, học giáo lý cho nhiều, biết cái gì cũng vô thường vô ngã, biết rằng ai rồi cũng chết, biết rằng mỗi người mà ra đi bỏ lại mọi thứ chỉ mang theo cái nghiệp của mình, đó là lý thuyết. Nhưng mà không có thường xuyên mà sống cọ sát với cái tâm niệm về sự chết, thì lúc mà bác sĩ mà cho biết cái tin xấu rồi đó, là tôi phải nói là chết điếng. Đang đêm mà nhận ra có những cái đau kỳ lạ trong người, đó là chết điếng. Rồi lúc đó nó hoảng lên. Này nhớ nha. Cho nên cái này phải hành trì thôi. Quán niệm mà hơi thở, quán niệm mà bất tịnh, quán niệm mà tử thi cũng vậy, quán niệm mà từ tâm cũng vậy. Mình cứ nói là ai cũng đáng thương hết, nhưng mà thật ra mình có thương nổi ai không? Vì mình không có thường xuyên thực tập cái pháp môn vô lượng tâm. Và nếu mình thấy mình muốn thực tập mà sau từ bi nó lên không đổi, là mình biết là một là mình dốt, hai là mình hiểu sai cái phương pháp, hiểu sai cái kinh Phật, hoặc là mình không biết kỹ thuật. Một là hiểu sai, hai là không biết kỹ thuật. Một là dài nhầm hay là dốt, một là dầm nhầm hay là dốt. Cho nên mình không có tu tâm từ được. Và có thực tập mới thấy rằng vì đâu mà Đức Thế Tôn đề cao cái sự thực tập, sự hành trì, những cái đề mục đó. Tôi chỉ cắt có một khúc, một vài cái giáo lý đó thôi,
Các vị thấy không hành trì thì không cách chi mà thấy lời Phật mà là cần thiết cho mình hết. Khẳng định 1000% như vậy. Đó, 1000%. Bởi vì nếu trên lý thuyết thì tôi thấy hơi thở có cái gì đâu. Có gì đâu hay. Rồi cái chuyện mà niệm tử thi, niệm bất tịnh nó nản lắm. Thấy cái chữ, cái tên nó thấy nản rồi. Mà khi có thực tập đó mình mới thấy vì đâu mà Đức Phật ngày tán tán những cái pháp môn đó. Bởi vì nó đem lại cho mình những lợi ích mà chẳng thể nghĩ bàn. Ok, sẽ hẹn lại bà con tuần sau nhé. Tuần sau học cho hết cái loạt kênh này. Nó cũng trùng trùng thôi mà. Nhưng mà đừng thấy nó trùng là coi thường. Chúng tôi cố ý gom lại tất cả những cái bài kinh này để cho các vị thấy mình phải làm một người Phật tử như thế nào, trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm đối với sự tồn vong của chánh pháp nha. Chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư, hẹn gặp sư lại sau ạ. Dạ, chúng con chào sư. Dạ, bài pháp thoại của sư sau